Vào ngày 5 tháng 1, thì hàng loạt các kênh truyền thông của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên của bộ phim Snowdrop Kim Mi-soo đã qua đời đột ngột tại tuổi 30. Thông tin này đã gây ra rất nhiều luồng ý kiến tranh cãi và bàn tán của cư dân mạng, đặc biệt là các fan của bộ phim đang được công chiếu này. Công ty quản lý của Kim Mi-soo gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của nữ diễn viên và mong dư luận không suy đoán cũng như đưa ra những tin đồn thất thiệt về cái chết của cô nàng. Công chúng đã không khỏi bàng hoàng và tiếc thương vì nữ diễn viên này qua đời ngay giữa lúc bộ phim Snowdrop dính drama chấn động. Công ty chủ quản đưa ra thông cáo chính thức: "Chúng tôi xin được thông báo tin tức đau lòng này. Gia đình của nữ diễn viên quá cố đang vô cùng đau buồn trước tin dữ. Xin quý vị hạn chế tối đa tin đồn, suy đoán để gia đình họ có khoảng không gian riêng vượt qua cú sốc và thành kính tưởng nhớ cho người đã khuất Kim Mi-soo." Kim Mi-soo sinh năm 1992 và cô từng theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô đã nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn em gái của Kim Tae-hee trong Hey Bye Mama. Riêng trong năm 2021, Kim Mi-soo đã đóng góp mặt trong 3 dự án đình đám của phim Yumi Sales, Hellbound và Snowdrop. Hiện nay thì những thông tin về nữ diễn viên tài năng này vẫn đang là chủ đề quan tâm, đặc biệt là các fan hâm mộ quốc tế.